Xin kính chào mọi người. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách báo trống bằng tay để chúng ta có thể vừa kết hợp báo bằng điệu ở trên đàn và khi cần thiết thì chúng ta sẽ tắt cái điệu ở trên đàn và chúng ta sẽ báo ở bằng tay. Để báo trống được thì thứ nhất là mình chọn một trống. Mình xác định các cái tum và các cái phần ở trong một trống, các cái phần kích tum rồi đó. Thứ nhất là kích này. Kích là cái lãnh cụp cụp đó. Rồi cái ha snare 1, snare 2. Rồi tum thì đây, tum 1, tum 2, tum 3, tum 4, tum 5. Và từ cao tới thấp. Mình cần nắm từng tum một, rồi là cái 2 hét. Hai cái nốt mà son thang và nốt la thang này là nốt, hai nốt này là báo bằng 2 hét, rất là dễ báo nè. Đó. Đấy. Rồi cái samban. Đó, như vậy là đây. Ví dụ như vậy, đó là báo xì lô, còn báo trung ba. Đó. Thế bây giờ là em sẽ hướng dẫn báo cái điệu rumba trước, điệu bolero. Thứ nhất là báo đơn giản nhất là báo cái bằng 2 hét. 2 hét là đây. Chỉ có xịp và xì là xong. Đó. Từ đơn giản tới khó. Ví dụ đánh xong intro. Đánh xong intro thì mình tắt. Tắt là mình sẽ báo cái này. Báo bằng đàn rồi tắt. Vùng ngoài. Ví dụ như vậy. Vùng ngoài. Có cái xịp và có cái xì này. Còn nếu mà báo được nhanh cái thao tác tay mà mình đánh kịp thì mình là hai cái. Vùng ngoài. Vùng ngoài. Hoặc là đó. 1 2 3 4. 1, 2, 3 là nhanh, tới 4 là chậm lại. Đó, được chưa? Đó là báo bằng 2 hét này. 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ báo bằng tum. Thì cũng vậy thôi. Cái tiết tấu nó cũng vậy. Nhưng mà nó sẽ đánh bằng cái tum này. Đó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nhanh. Một vùng, vùng, vùng. Đó. Ví dụ đánh intro xong mình sẽ đánh cái câu báo này. Hoặc là bài Có hàng xóm đi. Con đừng xem đi. Con đường xưa em đi. Đó. Đó, được chưa? Con đường xưa em đi. Hai cái xịp này, một cái xì này. Con đường xưa em đi. Đó, cũng được. Con đường xưa em đi. Vang lên đó. Thì khi mà mình báo dài thì mình sẽ báo tới ở trên cái tum này. Có nàng. Đó. Đó. Có báo dài thì thêm hai cái snare vào nữa. Đó là cái cách báo của rumba. Còn báo xì lô thì nó hơi khó hơn chút. Thì cũng bài nào khó thì mình cũng báo bằng 2 hét. Mình thứ nhất là phải nắm cái điệu xì lô nó đánh làm sao rồi đã. Đó thì nó sẽ đi theo điểm. Thì mình cái bộ khung của xì lô cũng vậy là. Đó, thì có thể là mình báo ban đầu mình báo điểm theo. Đó, mình điểm theo
cái lúc mà chỗ trống đó thì mình cứ giữ nhịp, giống như cái này là cái tempo á, tempo gõ chậm theo, mình thay cái tempo, và khi gần rơi vào cái nốt vào hát thì mình trở vào cái này, cái ví dụ như là tiếng hát bay trên thành phố băng đó, chứ băng là mình qua cái này, cái tiếng hát bay trên thành phố băng đó. Bay trên thành phố, phố là cả hai cái chứ, trên là một cái, tiếng hát bay trên thành phố đó. Băng là sang khuân là nhấn bên đây, tiếng hát bay trên thành phố băng đó. Tiếng hát bay trên thành phố băng đó, được chưa? Ví dụ đánh intro xong thì mình đổi qua tiếng trống ngay để mình báo. Tiếng hát bay trên thành phố băng. Rồi, cái thứ nhất là báo hi-hat rồi, cái thứ hai là mình báo bằng tung. Tiếng hát bay trên thành phố. Đó. Bùm 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 bùm. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bùm 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 bùm. Đó. Tiếng hát bay trên thành phố. Còn không, mình đánh một tay không được thì mình đánh hai tay. Mình buông bên đây ra mình đánh hai tay. À, còn nếu báo dài nữa thì mình cũng lên tới snare luôn. Có một cái cách bão nữa là mình bão vào cái kích và snare. Đó. Đơn giản vậy thôi. Hai lần bụp tắc. Tắc là snare nè, bụp là cái kích nè. Bụp tắc. Bụp tắc. Đó. Một. Bụp tắc, bụp tắc, tắc 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 tắc. Đó là khi đó rớt xuống. Nó nhanh thế được như thế này. Đó. Còn không, nếu mà không tắc tắc thì là mình tung tung. Và phần chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.